Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Phi Lai Hoành Khuyển của tác giả Phú Triết, audio do Đàm Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, tập 38. Tuyết rơi mạnh hơn, hai người bọn họ không đi xa, càng gần sườn núi trời càng lạnh. Phương Chỉ kéo Tôn Vấn Cử về trong làng, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo trong thôn, còn có khói bay lẫn bên trong bông tuyết. Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi. Tôn Vấn Cử cũng giật nhẹ mũi. Cô tôi chắc một lúc nữa là tới rồi. Phương Chỉ cũng xoa tay nhảy nhảy lên, cũng không biết Phương Huy dậy chưa, quần áo của tôi đều ở trong phòng. Không dậy thì không dậy chứ sao, đi vào lấy bộ quần áo còn không được hả? Tôn Phấn Cử nói, không được. Phương Chỉ cũng chép miệng hai cái. Tôi vừa nghĩ tới nó nằm trên giường tôi cuốn chăn của tôi là thấy khó chịu, nhìn thấy tận mắt tôi sợ sẽ lao tới cho nó một trận mất. Tính tình tệ hại. Tôn Phấn Cử cũng chậm rãi xoay người, cánh tay vừa sờ lên thì liền thu lại. Em trai cậu chỉ là hơi chi châu thôi. Độ tuổi tìm kiếm cảm giác tồn tại, trẻ trâu ấy mà. Tôi sao lại không có tuổi đấy chứ? Phương Chỉ lại liếc mắt nhìn hắn. Cậu trưởng thành sớm chứ sao? Tôn Phấn Cử khoác tay lên vai của cậu. Thật ra thì người lớn nhà cậu cũng vô tư thật, một đứa bé mà cứ vứt bên ngoài không để ý như thế. Cũng phải là không để ý, cũng hay gọi điện thoại. Phương Chỉ xoa mũi nghiêng đầu nhìn tay Tôn Phấn Cử, ngẫm lại thì ngón tay này lúc dính bùn cũng vẫn rất đẹp. Tôi cũng không quen bọn họ cứ quan tâm tới tôi suốt. Tôn Phấn Cử cười. Về tới nhà, ba mẹ cũng đã sang, chú Hải cũng bảo là tới ngay, trong phòng bếp cũng đã nổi lửa, Tôn Phấn Cử lên tầng vừa đóng cửa lại là không xuống nữa. Phương Chỉ nhìn cửa phòng mình còn đang đóng, Phương Huy có lẽ còn chưa dậy. Mẹ nó, quá đáng ghét. Cậu đi vào nhà bếp định giúp một tay, kết quả lại bị mẹ đẩy ra. Con đừng có thêm phiền nữa. Nếu là những năm vừa rồi, lúc này cậu bình thường đều sẽ ở trong phòng. Nếu như không phải thì là xem tivi trong phòng khách, mà năm nay cậu lại không có việc gì để làm. Xem tivi trong phòng khách một lúc thì vẫn chưa có ý tưởng gì, định lên tầng thì lại không có phòng. Lên phòng Tôn Phấn Cử, anh ta bảo không được nhìn anh ta làm việc. Phương Chỉ lại thở dài, ngây người nhìn tivi một lúc lâu, mẹ đi vào trong phòng khách. Tiểu Chỉ, con đi ra đường đón cô con đi, nhà cô sắp tới rồi, mang thêm một đống đồ. Vâng. Phương Chỉ đang cảm thấy phát chán lên vừa nghe thấy câu này, liền lập tức nhảy lên, ngấm lại, liền chỉ lên tầng. Bảo Phương Huy dậy đi, sắp chưa tới nơi rồi. Còn chưa dậy hả? Trong sân vang lên vòng của Phương Vân, cả nhà chú hai đều tới, Phương Vân cau mày vào phòng. Chỉ lên gọi nó. Phương Chỉ dẫn tiểu tử chạy ra khỏi cổng, bên trong không khí trong lành lạnh lẽo, tràn ngập mùi pháo khói. Phương Chỉ chạy rất thoải mái, vừa chạy còn vừa nhặt hòn đá nhỏ, ném sang bên cạnh nhìn tiểu tử chạy rồi kêu oang oang lao đi nhặt. Chạy theo hướng ra cổng thôn gần 10 phút, Phương Chỉ nhìn thấy phía trước có ba người đang phất tay với cậu. Cậu cười rồi cũng phất tay lại. Cả nhà cô đúng là vác tới không ít đồ, trong một cái túi bên chặt đầy đồ ăn. Phương Chỉ vác túi lên lưng, lúc túi và xuống lưng cậu còn làm cho cậu ho khan một lúc. Tiểu tử, ta có sô-cô-la này, chờ tao lấy cho mày. Em họ hổ dính sờ đầu tiểu tử, vội vàng cho tay vào trong cặp lấy. Chó không ăn được sô-cô-la. Phương Chỉ nói em tự ăn đi. Sao lại không ăn được? Hổ dính thở dài. Ngược đái hả? Tiểu tử bị ngược đái hả? Có kẹo khác thì cho nó một viên là được. Phương Chỉ nhìn cô bé, cô gái nhỏ năm ngoái nhìn còn rất thấp, lên lớp 9 đột nhiên cao lên gần 10cm. Đừng có giả ngô, lần nào cũng hỏi. Vậy anh cũng giả ngô giải thích lại còn gì? Hổ dính cười nói, lấy kẹo sữa ra cho tiểu tử. Hả? Sao lại không thấy anh Tiểu Huy đâu? Ngủ, chắc là mới dậy. Phương Chỉ nói, hai người đánh nhau xong chưa? Hổ dính lại nhét một viên kẹo sữa vào trong miệng cậu. Không đánh hôm qua, bà đã đánh xong nó rồi. Phương Chỉ cười. Mẹ, tiếc quá em không được nhìn. Hổ dính che miệng cười rất to. Con bé dở hơi này. Cô liền đập con bé một cái. Dưới tầng cũng rất náo nhiệt. Tôn Phấn Cử ngồi bên cạnh bàn, quay nhìn chăm chú và cái ấm, sửa từng chút một. Có lẽ là gia đình cô Phương Chỉ đã tới. Phương Huy ở bên phòng bên cũng dậy rồi, bị chị cậu ta vội vàng xách xuống tầng.
Tôn Phấn Cử thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua hắn đeo tai nghe lại cũng quá tập trung nên chẳng để ý. Vừa nãy mới phát hiện Phương Huy khò khò tới mức suýt làm vỡ cái ấm của hắn. Tôn Phấn Cử cầm tai nghe nhét vào tai mà không mở nhạc lên, chỉ là để ngăn cách một phần âm thanh bốn phía. Quá náo loạn không tĩnh tâm được, nhưng nếu quá yên tĩnh thì chẳng có tí âm thanh nào, hắn lại cũng không chịu nổi. Sửa tạo hình cái ấm xong, hắn dựa vào ghế tựa nhìn chằm chằm cái ấm này xuất thần. Giờ lẽ là có thể bù đắp được, thiếu một chút chút gì đó. Bình tạm thời có thể cứ như vậy đã, chờ làm xong hết rồi tính. Cửa bị gõ hai tiếng rất nhẹ. Ai? Tôn Phấn Cử hỏi một câu. Tôi, Phương Chỉ. Giọng Phương Chỉ vang bên ngoài cửa. Tôn Phấn Cử đứng dậy mở cửa. Phương Chỉ dựa vào tường. Chuyện này anh xuống ăn cơm không? Ừ, Tôn Phấn Cử gật đầu. Họ hàng nhà cậu tới đông đủ rồi hả? Đến rồi. Phương Chỉ cười. Buổi trưa uống ít, anh có muốn uống một ít không? Được đó. Tôn Phấn Cử quay người trở lại ngồi xuống ghế. Cậu uống được lắm, đúng không? Cũng uống bình thường thôi, tôi... Phương Chỉ đang muốn cùng vào nhà, trên thang vang lên tiếng bước chân. Hổ Dính cầm túi trong tay cái chạy lên tầng. Quên được cái này cho anh, em đan găng tay. Cảm ơn. Phương Chỉ cũng nhận lấy, còn đan được cả khăn tay kia hả? Ừ, Hổ Dính cười, nghiêng đầu ngó vào trong phòng, sau đó ngượng ngùng cười. Đây là người bạn của anh mà bà nói đúng không? Phương Chỉ cũng gật đầu muốn giới thiệu quà cho Hồ Dính. Ừ, đây là... Chào chú Thủy Cử, Hồ Dính nói. Tôn Phấn Cử còng khóe miệng cười nói, chào cháu. Em gọi anh ta là gì? Phương Chỉ đột nhiên quay đầu. Chú Thủy Cử. Hồ Dính làm lại lần nữa, bà giới thiệu thế mà. Thủy Cử bạn anh con ở bên căn phòng trống trên tầng 2, nhưng nhìn cũng không giống chú lắm. Tôn Phấn Cử cũng không nhìn được mà cười ra tiếng. Gọi chú cũng được, gọi chú cũng tốt, không kém mấy. Phải chốc nữa nhớ xuống ăn cơm nhà chú Thủy Cử. Hồ Dính cũng rất lễ phép, cười nói. Nhà cháu cứ ăn Tết là đồ ăn ngon nhiều vô cùng. Từ 30 tới 15 là không trùng nhau. Được, Tôn Phấn Cử lại tiếp tục cười. Nhìn Hồ Dính chảy xuống tầng như một làn khói, Phương Chỉ mới nghẹn ra một câu. Phải cũng đừng bảo nó gọi Thủy Cử chứ. Tôi... Tôn Phấn Cử dựa vào ghế cười tới mức mắt sắp không thấy đâu. Cậu phải biết chấp nhận hiện thực đi. Tôi phải nói với bà nội tôi mới được. Phương Chỉ quay người đóng cửa lại đi xuống tầng. Lúc Tôn Phấn Cử xuống tầng ăn cơm, Hồ Dính đã gọi khác đổi thành anh Tôn, không hiểu là bà nội hay Phương Chỉ sửa. Tôn Phấn Cử chào hỏi mọi người ngồi ở góc trong của ghế đài. Trong phòng khách đặt một cái bếp cháy hừng hực, chốc nữa có lẽ còn định đặt nồi lên. Đồ làm ăn xong cũng đã hết, đang bưng vào phòng đã sắp xếp kín cả bàn. Bàn là bàn thấp, cả nhà đều ngồi ghế nhỏ ăn, nhìn như thể tranh nhau ăn cực kỳ khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Nhìn người trong nhà Phương Chỉ hào hứng nhiệt tình, cảm tưởng bữa cơm này cứ thế ăn luôn tới tối. Thịt dê lại tươi lắm đấy, hôm qua mới mua về, hôm nay đã ăn luôn. Bà nội chỉ vào nồi nước đun ở chính giữa, nhanh nào, bắt đầu ăn. Trước tiên nâng cốc đá. Chú cầm lấy cốc, chúc cả nhà năm mới tình hình mới. Cả phòng đầy người cũng đều nâng cốc lên, ai cũng đang nói cũng không nghe rõ là đang nói gì. Tôn Phấn Cử muốn một chén rượu quê của ông nội cũng nâng chén lên, muốn nghe thử xem Phương Chỉ ngồi bên phải hắn đang nói gì. Kết quả Phương Chỉ lại cứ vài câu không rõ, đã uống rượu luôn. Hắn có hơi buồn cười, lại nghe thấy Hồ Dính ngồi bên trái cũng đang nói cái gì vân vân. Hắn cười quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Phương Chỉ, trẻ con nhà cậu đều chúc như thế hả? Cũng chẳng có từ gì mới để nói. Phương Chỉ lại nở nụ cười, dù sao thì cũng thành tiếng động lớn rồi, náo nhiệt. Phương Chỉ trước đó nhắc cũng không sai, bà và chú đều là kiểu không vừa lòng một mình uống, mà nhất định phải cả bàn đều cùng nhau uống. Vừa mới bắt đầu chưa quá mức, chỉ là kéo ông nội với anh rể cùng uống. Ăn được nửa thì liền cao hứng, thêm vào anh rể còn con rể cũng đã uống ngà ngà, cũng bắt đầu rót rượu cho Tôn Phấn Cử. Anh ta không uống được bao nhiêu đâu. Phương Chỉ cản lại bà đang chuẩn bị rót chén rượu thứ ba cho Tôn Phấn Cử, mọi người cứ uống đi là được. Không phải chỉ bảo uống rượu quê hả? Trong phòng ồn ào, bà hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẫn là rượu quê mà.
Tôn Phấn Cử vỗ sau lưng Phương Trì, cầm lấy chén để bà cậu rót cho mình một chén, sau đó cười với Phương Trì. Giờ mới có chút này vẫn không sao. Anh uống chậm thôi. Phương Trì nhỏ giọng nói, anh uống nhanh như thế, uống không uống lại bị nhắc uống, anh cứ cạn chén cái đảm bảo là lập tức rót cho anh chén nữa. Biết rồi. Tôn Phấn Cử cũng gật đầu. Bữa ăn trưa cũng rất tưng bừng. Tôn Phấn Cử cảm thấy trên người hơi ướt át, phía sau lưng cũng chảy mồ hôi. Bà nội chỉ đạo mọi người thu dĩa trên bàn lại, bỏ đồ ăn thừa lên trên bàn nhỏ, rồi bảo mấy người còn đang uống rượu sang bên cạnh uống, để chỗ ở đây còn ăn xui cào. Bọn con còn đang đánh bài nữa, thu dọn cả hai bàn hả? Phương Vân nói. Trước tiên đánh một bàn đã, bà nội nói, bọn họ ăn xong rồi mở thêm bàn nữa. Được rồi, phải con với mẹ đánh trước đi, cả thím con nữa. Thủy vẫn cứ đánh không? Phương Vân tính người. Anh ta có đánh. Phương chỉ còn nhớ Tôn Phấn Cử nói muốn chơi mặt trược, Tiểu Huy đánh không? Phương Vân lại hỏi thêm em trai của cô. Phương Huy hôm nay uống không ít, lúc quay mặt lại mặt đỏ bừng, nó liếc Phương Trì một cái. Nó đánh thì em không đánh. Tao đánh, Phương Trì nói. Tao không đánh, Phương Huy lập tức trả lời. Vậy vừa khéo, Phương Trì vui vẻ ngồi vào bên bàn. Cảm ơn, vốn là đang không có chỗ cho tao. Mày... Phương Huy trợn mắt. Thôi, hai đứa đánh đi, ai cũng đi đánh hết bài. A Lai lấy ai làm xùi cảo, mẹ với cô đi làm xùi cảo. Tiểu Huy đánh đi con. Cháu không đánh. Phương Huy vẫn đang trường Phương Trì, vậy mày đi làm xùi cảo đi. Phương Trì vẫy tay, Hồ Dính lại đây đánh không? Được. Hồ Dính lập tức nhảy tới bên bàn. Thím hai nhường vị trí lại cho Phương Trì, cùng đi làm xùi cảo. Cuối cùng ngồi xuống chơi mặt trược chính là Phương Trì. Tôn Phấn Cử, Hồ Dính và Phương Vân. Một bàn toàn con cháu, Hồ Dính đẩy một cái bàn vừa nói. Hết ăn lại nằm. Ăn ngon ở bên kia. Phương Trì chỉ cha chú đang uống rượu bên cạnh. Chúng ta coi là con cháu làm biếng thôi. Tôi không phải chú hả? Tôn Phấn Cử nói một câu. Ôi, thôi cũng đừng nói nữa, đều tại bà. Hồ Dính nằm bò ra bàn cũng mà cười. Bà nội toàn là nói linh tinh thôi, chốc thì thủy cử, chốc thì chú. Phương Vân này thở dài. Phương Trì vẫn luôn chẳng nói lời nào. Cậu uống rượu vào lại tay tay, không muốn nói to, vẫn luôn ngắm tay Tôn Phấn Cử. Tôn Phấn Cử ngồi trên cầu, không biết từ lúc nào cũng đã tự đi pha cho mình cốc trà, thì thoảng lại uống một hớp. Người có tay đẹp làm gì cũng dễ nhìn, cầm cốc thả cốc rút bài sờ bài, đều thấy vui mắt vui lòng. Tôn Phấn Cử đánh bài thế nào Phương Trì không đoán ra được, đánh hai phòng thì liền biết lúc hắn sờ bài không thích để xuống trước mặt luôn, mà thích cầm trong tay dùng ngón tay lật qua lật lại chơi trên bàn. Ra bài đi anh Tiểu Trí. Hồ Dính đẩy Phương Trì một cái. Hả? Phương Trì cũng đáp một tiếng, từ chỗ bài ném ra một viên. Ôi rồi, Phương Vân xếp bài còn đang chờ con này. Hơ? Phương Trì ngây người rồi chép miệng một cái. Em đang nghĩ gì đấy? Phương Vân cười nói, không có gì. Phương Trì lấy gãi đầu. Bình thường cậu cũng không hay chơi cái này, chỉ có Tết nhất đánh mấy ván. Bình thường chỉ để ý tới bài trước mặt mình, cơ bản không đánh ra quân cho người ta ủ coi như là yêu cầu cao nhất rồi. Tôn Phấn Cử chơi mạt trược còn rất siêu, tính bài cũng coi là hiểu, trên bàn đều là người ngang hàng, có lẽ hắn cũng không nhường. So về phòng ngoài Phương Vân ủ hai lần, còn lại tất cả đều là hắn. Đừng đánh nữa. Tôn Phấn Cử đẩy bài một cái, mệt rồi. Cao thủ nha, Hồ Dính cười nói, đây là mệt mỏi không chịu chơi với lại thành viên mới bọn mình đi mà. Chắc là đánh với bọn mình cũng không hay. Phương Vân lại thở dài, chỉ còn ủ được hai lần, hai đứa mày chính xác là tán tài đồng tử. Dù sao thì năm nào em cũng tán, Phương Trì cười ha hả, em cũng không đánh nữa, để mẹ em tới chơi. Phương Huy, mày chơi không? Phương Vân quay lại đập Phương Huy cũng đang gần người nhìn tivi. Tiểu Trì không chơi nữa, mày lên bàn được rồi. Tôn Phấn Cử hạ bài rồi đi lên tầng. Phương Trì cũng hơi do dự nhìn thấy hắn còn để cốc trên bàn, vì thế liền đi qua cầm lấy, lên tầng theo. Mới vừa lên tầng đã thấy Tôn Phấn Cử đi ra từ trong phòng. Lấy cốc đúng không? Phương Trì hỏi. Ừ. Tôn Phấn Cử cười rồi nhận lấy cốc, lại đây ngồi một lúc. Anh buồn ngủ hả? Phương Trì thấy trên mặt hắn có hơi ủy oải, không ngủ được. Tôn Phấn Cử vào phòng đổ nhào lên giường.
tôi định nằm một lát. Vậy anh cứ nằm đi. Phương chỉ bỏ cốc lên bàn, quay người đi ra ngoài. Tôi về phòng đọc sách một lúc. Dưới tầng còn đang rất rộn ràng. Phương chỉ nhìn thử tiếp tục uống rượu nói chuyện. Trời mặt trực nói chuyện, làm xui cả nói chuyện, cả phòng toàn là người. Ăn Tết đúng là có thể khiến cho người ta vui vẻ. Cậu đẩy cửa phòng mình ra, nhưng căn phòng bị Phương Huy ngủ thật sự khiến người ta không vui chút nào. Chăn còn chưa gấp, quấn lùm tùm trên giường, một cái góc chăn còn rớt xuống đất, hai cái gối cũng chẳng còn được vị trí ban đầu, một cái ném vào góc giường, một cái cuốn trong chăn. Phương chỉ cố nén giận, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy cái tất phứt trên bàn, cậu có kích động ngay bây giờ sẽ xuống xách Phương Huy lên, nhét tất cả vào trong miệng nó. Căn phòng này không thể nào ở lâu thêm, Phương chỉ khó chịu đóng sầm cửa ra ngoài. Xuống tầng đi loanh quanh một vòng cũng không biết nên làm gì, ngoài cậu dường như ai cũng chẳng nhàn rỗi, ngay cả tiểu tử cũng đã ăn một bát đồ ăn thừa, đắc ý nằm sấp trong sân phơi nắng ngủ. Cậu đành phải đi lên tầng, lúc đi qua căn phòng của Tôn Phấn Cử, cậu sờ tay lên gõ cửa. Vào đi. Tôn Phấn Cử ở trong phòng nói, Phương chỉ đẩy cửa ra thò đầu vào. Tôn Phấn Cử vẫn nằm trên giường giữ nguyên tư thế đổ người xuống không đổi. Anh không ngại, Phương chỉ nói, tôi ở phòng ông đặt phòng anh đọc sách chứ. Là cậu có ngại không? Tôn Phấn Cử cười. À, Phương chỉ ôm cặp đi vào phòng, tôi không ngại. Bàn học trong phòng của Tôn Phấn Cử cũng mới mua, vốn là trong phòng không có, có điều không phải là bàn rộng màu đen không có giới hạn, mà là một cái bàn nhìn rất cao cấp, có thể để rất nhiều đồ, thế nhưng phía trên chỉ để một quyển sổ ghi chép, cùng một đống bút máy với notebook. Tôi bỏ mấy tờ giấy của anh sang bên cạnh nhé, có đánh số gì không, tôi sợ làm loạn hết. Phương chỉ hỏi, không sao, tôi có viết ngày. Tôn Phấn Cử nhắm mắt lại nói, ừ. Phương chỉ bỏ giấy và notebook qua một bên. Anh có phải là cả ngày đều đánh mặt trược không đấy? Cảm giác trình độ rất cao. Ồ, trình độ đút bài cho mà cũng không cần như cậu còn có thể nhìn ra trình độ người khác cao kia hả? Tôn Phấn Cử cười. Hả? Phương chỉ ngây người, tách câu nói ra lại mấy lần thì mới hiểu rõ được. Anh cho tôi bài hả? Ừ, thấy cậu cho bài chỉ cậu ủ thương quá nên cho cậu phải quân. Thành thật ăn đã ủ được mấy lần rồi, đã phải lại ngây người ra không cần. Tôn Phấn Cử vẫn thở dài. Phương chỉ cười cũng không nói gì, ngồi xuống lấy sách của mình ra. Tôn Phấn Cử cũng không nói thêm, che cánh tay lên mặt rồi là không cử động nữa. Phương chỉ nhìn hắn mấy lần, không biết là hắn đang ngủ hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Cửa đóng lại rồi, âm thanh nhỏ từ dưới tầng vẫn rất nhiều, thì thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo vang lên bên trong thôn, cảm giác này cũng thật dễ chịu. Phương chỉ cũng nâng cằm lật tư liệu tiếng Anh, định tìm hai trang giáo viên nhấn mạnh phải cố làm, đọc qua đại khái. Cậu rất nhỏ giọng mà đọc một câu, quay lại quay đầu nhìn Tuấn Phấn Cử, chắc có thể ổn vì thế lại hạ giọng nhỏ tiếp tục đọc một câu khác. Phát âm cậu liếc nhìn Tuấn Phấn Cử, chính mình nghe còn thấy ngại, vì thế cậu lại hạ thấp âm lượng đổi thành thì thầm. Lại liếc nhìn Tuấn Phấn Cử, rồi sau đó cậu dứt khoát cầm bút viết lên vở vừa viết vừa đọc. Ôi, Tuấn Phấn Cử này lờ nụ cười. Cứ nói đi tôi cũng không cười cậu, sao lại thành viết rồi? Phương chỉ ngừng chín mặt thả bút xuống nghiêng đầu, anh ngủ hay là không ngủ đấy? Tôi bảo tôi không ngủ được mà, tôi chỉ nằm một lúc. Tôn Phấn Cử để tay xuống, hai mắt hé ra nhìn cậu. Vậy anh cứ nằm của anh đi, cứ nhìn lén người khác ôn tập là có ý gì? Phương chỉ lại chép miệng một tiếng. Nếu tôi không mở mắt ra nhìn, làm sao thấy cậu học rồi còn nhìn tôi? Đọc một câu lại liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi buồn cười từ lâu rồi mà sợ làm cậu giật mình. Tôn Phấn Cử vẫn nhắm mắt lại cười. Phương chỉ nhìn chằm chằm hắn nửa buổi, rồi nằm nhòa trên bàn học. Đừng nói nữa, tôi phải học thuộc lòng sách. Trời ô, Tôn Phấn Cử đáp, Phương chỉ cũng chẳng nói gì nữa, vẫn cứ đọc thầm trong lòng vừa viết lên giấy như trước. Còn chưa học thuộc được một trang, Phương chỉ đã cảm thấy buồn ngủ, ngủ quá muộn, dậy quá sớm, uống rượu xong còn tận dụng thời gian ngủ trưa đi học tiếng Anh, vừa gục xuống là có thể ngủ một giấc dài nhất thiên hạ. Phương chỉ kiên cường chịu đựng nửa tiếng, cảm giác mình chỉ cần một giây sau là có thể ngủ luôn. Cậu đứng lên muốn nói chuyện với Tôn Phấn Cử vài câu cho tỉnh táo,
mà lúc đi tới bên giường cậu phát hiện ra Tôn Vấn Cử đang nghiêng mặt ngủ. Này, anh không phải bảo chỉ nằm một lúc thôi hả? Phượng Chỉ có hơi buồn bực khom lưng nhìn hắn nhỏ giọng nói, anh không phải bảo là không ngủ được hả? Hơi thở của Tôn Phấn Cử rất chậm, lồng bì cũng không rung động là đã ngủ được một lúc rồi. Anh chẳng có ý tứ gì. Phượng Chỉ cống thở dài khe khẽ, lùi một bước ngồi về trên ghế, một tay gác lên trên bàn, tay chống đầu nhìn Tôn Phấn Cử. Người này lúc ngủ nhìn còn rất nghiêm túc, không giống trạng thái lười biếng như bình thường, cũng không có cảm giác mạnh mẽ như lúc làm đồ gốm. Nhìn qua cũng chỉ là một chú trung, à không, thanh niên bình thường trung bình, có đẹp trai hơn trung bình một chút. Phương Trì nhìn mặt Tôn Phấn Cử cũng không biết tại sao mình lại không đọc sách tiếp nữa, có lẽ là buồn ngủ, đúng là buồn ngủ. Cậu ngáp một cái dài rồi đứng dậy, đổi sang cái ghế dựa giống như ly rượu bên cạnh, họp theo Tôn Phấn Cử kéo cái ghế tới bên cạnh giường, sau đó nằm lên, gác chân lên giường, nhắm hai mắt lại.